Trời thương Phật độ, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 7 âm lịch, năm Quý Mão 2023, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe, khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Minh được tử vi hoan hỉ chào đón quý cô bác tuổi Canh Tý đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960, mệnh bích thượng thổ, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Canh Tý như cá chép hóa rồng, vận trình được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân ban cho lộc lớn, tiền bạc cứ ào ào đổ về nhà, giàu sang phú quý bộ vây, khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Vậy vận trình của quý cô bác cụ thể ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Canh Tý cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tổng quan, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Chuột là loài vật ứng với tuổi Tý, chúng cực kỳ linh hoạt và dễ dàng thích ứng trong mọi môi trường cũng như hoàn cảnh. Sức sống của loài vật này vô cùng mãnh liệt và có thể sinh tồn trong nhiều điều kiện sống khắc nghiệt nhất. Người tuổi Canh Tý cũng có đặc trưng chính là sự trong sáng, lạc quan, thích ứng nhanh và ít tính toán chi li. Vì thế mà lúc nào cũng trông họ có vẻ rất thoải mái và vui vẻ, họ cũng dễ xã giao vì thế mà được nhiều quý nhân tương trợ. Những người này cũng còn có óc quan sát nhạy bén, tầm nhìn xa và trực giác tốt. Những người làm nghề chài lưới hay có câu, đừng đi thuyền nào mà không có chuột. Bởi vì chuột luôn tránh xa những con thuyền gặp nạn, hoặc khi chuột chạy ra khỏi nhà, người ta có thể hiểu được rằng nhà đấy có hỏa hoạn hoặc có nguy cơ khác. Vậy nên sẽ hợp với những công việc có tính chất sáng tạo, chẳng hạn như nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, thiết kế thời trang, kỹ sư, nhà nghiên cứu, nhà tư tưởng. Tuy nhiên, nếu người tuổi Canh Tý chỉ dựa vào nhận thức cá nhân mà không suy nghĩ thấu đáo về các yếu tố thực tế để giải quyết công việc, bạn có thể bị tiền mất, tật mang. Trong hôn nhân, lúc đầu tưởng đối phương tốt thì cưới, nhưng sau khi kết hôn lại cảm thấy không vừa ý. Bởi vậy thì làm bất cứ việc gì cũng nên hỏi ý kiến của người khác, không nên quá cố chấp với quan điểm của mình. Tý là chuột, con vật đứng đầu trong 12 con giáp, tháng của tuổi Canh Tý rơi vào tháng 11 âm lịch trong năm. Khi tới tháng này gió rét, mưa phùn, tuyết rơi đã tràn về, nhiều loài động vật bước vào thời kỳ ngủ đông. Trong một ngày, giờ Tý cũng bắt đầu từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng, vừa là thời khắc cuối cùng, cũng là thời điểm khởi đầu cho một ngày mới. Người sinh vào buổi sáng sẽ có khả năng nhận thức nhạy bén và biết tận dụng lợi thế nhất. Họ nắm bắt mọi việc rất nhanh và xử lý theo nhiều phương pháp khác nhau, nhưng người này cũng có một nhược điểm là thiếu kiên trì, chỉ cần gặp khó khăn là sẽ dừng lại. Vì thế mà vận sự nghiệp của người này thường khá bấp bênh, dễ bị thay đổi. Những đại gia triệu phú nổi tiếng ít có người sinh vào năm Tý là vì lý do như vậy. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt và tài ứng biến của mình, con giáp này thường gặp nhiều cơ hội hiếm khi gặp phải thất bại, đau đớn. Người sinh vào giờ Ngọ thì yêu thích mạo hiểm phiêu lưu, nhưng họ vẫn chú ý đến tương lai, luôn chừa cho mình một đường lui để về sau có cuộc sống ổn định. Nam Mạng là những người hướng ngoại, hay đi bôn ba khắp nơi, nhưng chỉ cần có ngày nghỉ sẽ chỉ ở nhà. Nữ Mạng là người rất yêu gia đình và giỏi quán xuyến, nên lấy được người này thì lúc nào nhà cửa cũng vô cùng ấm cúng. Người sinh vào ban đêm thì tính cách khá cuồng vọng và tự kiêu, chỉ cần họ đứng được ở một vị trí tốt thì sẽ cảm thấy mình cao hơn người khác, cũng bị thái độ không biết người, biết ta này mà sự nghiệp của họ sẽ gặp phải nhiều trắc trở. Bởi vậy chúng ta phải luôn chú ý tu tâm dưỡng tính, chuyển tính kiêu ngạo thành khiêm tốn. Bù lại, tuổi này dù là nam hay nữ thì đều có thể chất khỏe mạnh, đồng con linh động trong mọi việc, vợ chồng hòa hợp với nhau nên có một cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023,
kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can, canh kim, địa chi, thân kim, đặc trưng, thiên sinh, địa khắc, kim khí, tàn tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi canh tí âm lịch, đây sẽ là một tháng dự báo khó khăn sẽ chưa hoàn toàn lùi xa. Do đó, bản mệnh vẫn phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Cho dù có những việc bắt đầu khởi sắc thì vẫn phải thận trọng vì vẫn có nhiều rủi ro tiềm tàng. Bạn sẽ cảm thấy rất vui nếu kịp thời nắm bắt cơ hội được trải nghiệm, mở mang hiểu biết, hãy lắng nghe nhiều hơn nói để tìm ra được thông tin mình cần. Chú ý đừng để rơi vào cãi cọ với bạn làm ăn vì những chuyện nhỏ nhặt, rắc rối có thể xuất hiện theo cách mà bạn không ngờ tới. Thương quan xuất hiện trong tháng này cho thấy tâm lý của bạn ảnh hưởng không tốt tới chất lượng công việc, dường như bạn chẳng có tâm trạng cho bất cứ công việc gì cụ thể trong thời gian này. Việc hợp tác làm ăn không có lợi trong tháng cô hồn, đôi khi bạn cần có niềm tin khi làm ăn chung, nếu có hiểu lầm, dừng ngay lập tức nghĩ xấu về đối tác. Ngũ hành tương sinh mang đến cho bạn sự trợ giúp từ những người xung quanh để giảm nhẹ sự căng thẳng mà bạn đang đối mặt. Thứ bạn cần là một cuộc trò chuyện trí tuệ, hãy tìm ai đó bạn quý mến, đáng tin cậy, thông thái hơn bạn để trút nỗi lòng của mình. Chi tiết, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi sự nghiệp tuổi canh tí trong tháng 7 năm 2023 âm lịch cho biết, nguyệt lệnh lâm tử khiến bạn thiếu sự quyết đoán, làm gì cũng rụt rè, sợ sai, luôn có cảm giác không chắc chắn. Nếu có thể bạn nên xin thêm lời khuyên của những người có nhiều kinh nghiệm, nhớ học cả từ những thất bại của họ, từ nhập mệnh nên nhiều kế hoạch liên tục bị phá hỏng. Người làm công việc kinh doanh sẽ gặp nhiều trở ngại trong tháng này. Tâm trạng nóng nảy sẽ khiến người tuổi canh tí trở nên rất khó tiếp cận mọi việc một cách sáng suốt, thường hay có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay do người khác. Đồng nghiệp có thể phản ứng rất tiêu cực với thái độ cáu bẩn của bạn, đẩy bạn tới chỗ nói điều không hay, làm điều không đúng, nên tránh theo đuổi danh lợi, tham vọng kẻo lầm đường lạc lối. Dù bản thân có mong muốn một thay đổi cụ thể khi tháng mới bắt đầu thế, nhưng hãy chắc chắn đó không phải là một quyết định sai lầm tai hại. Hãy bắt đầu từng bước nhỏ, bạn sẽ thấy an tâm hơn. Về mặt tài lộc, tình hình tài chính của con giáp tuổi canh tí không được ổn định trong tháng này. Nếu bạn nhận ra những dấu hiệu không tốt từ sớm, thì nên có các biện pháp phòng ngừa, tránh bị mất mát, khó khăn sẽ còn kéo dài với tình hình kinh tế hiện tại. Do đó, nếu có tiền thì bản mệnh cũng phải tiêu dùng một cách tiết kiệm, nên có kế hoạch cụ thể, nếu không muốn gặp quá nhiều rắc rối. Có nhiều khoản bạn dự trù là sẽ về trong tháng, nhưng thường xuyên bị trì hoãn và bạn cũng chỉ biết chờ đợi chứ không thể tác động trực tiếp. Nói chung, không nên cho vay mượn, cũng như nợ tiền ai trong tháng này. Ảnh hưởng của thương quan nên những ai không thận trọng cũng rất dễ bị lừa vì quá tin người. Ngoài ra, bạn cũng nhớ phải bảo vệ đồ đạc của mình cẩn thận kẻo mất mát. Về mặt tình cảm, gia đạo, tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi canh tí âm lịch, nhân duyên của bản mệnh trong tháng khá lý tưởng, càng ngày càng cảm thấy tin tưởng vào mối quan hệ của mình, vì sự tin yêu đã trở thành nền tảng vững chắc để cả hai cùng nhau xây dựng, vun đắp hạnh phúc chung. Nhờ có tam hợp mà vận trình tình cảm diễn ra thuận lợi, hanh thông trong tháng này. Thời gian này, bản mệnh cũng không nên ưu tiên công việc quá, vì có những việc càng vùi đầu vào đó, càng có cảm giác bế tắc. Thế nên hãy ở bên gia đình nhiều hơn, hãy để cuối tuần là những phút giây đầy tiếng cười, nhưng đừng quên nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tuần tiếp theo nhé. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi canh tí trong tháng 7 âm lịch này cần quan tâm nhiều hơn vì đang có dấu hiệu sa sút. Nhị hắc bay về phương đông nam, khí cảnh sức khỏe của bản mệnh không được như những tháng trước đó. Đặc biệt, bạn dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi canh tí âm lịch cho thấy bạch hổ hung tinh xuất hiện trong tháng cô hồn, khuyên bản mệnh thận trọng khi đi lại, điềm báo tai họa khá rõ, thế nên phải tránh xa những hoạt động không giúp ích cho việc cải thiện sức khỏe như rượu, bia. Ngoài ra, không nên đi chơi tới đêm muộn vì có rất nhiều rủi ro tiềm tàng, cố gắng về nhà sớm, giảm bớt các hoạt động ăn uống để hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra. Các bài tập vận động, cơ thể cũng tốt không kém việc động não tư duy và đó là hai việc mà bạn thực sự nên làm nếu muốn đầu óc minh mẫn, sáng suốt để làm việc, học hành năng suất. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm năng, vượng vận của tuổi canh tí đúng tháng 7 âm lịch.
Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Canh Tý có thể gặt hái được thành công như mong muốn trong khoảng thời gian này, bản mệnh luôn cố gắng và dành nhiều tâm huyết cho công việc của mình. Điều đó được lãnh đạo đánh giá rất cao và sẵn sàng dành cho bạn những lời động viên, khen thưởng xứng đáng. Tình hình làm ăn kinh doanh càng đến cuối tuần càng phát triển rực rỡ hơn, con giáp này có thể ký kết được hợp đồng với những đối tác lớn, đảm bảo việc làm ăn và nguồn tiền lời lãi từ nay về sau. Đồng thời, các khoản đầu tư trước đó của bạn cũng đem về khoản tiền ổn định. Có điều, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên bạn làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không dù rủng rỉnh đến đâu thì dần dần bạn cũng rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm diễn ra êm đềm, dù bận rộn đến mấy thì bạn và nửa kia vẫn luôn dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ mọi chuyện với nhau. Hai người có nhiều quan điểm trùng khớp trong công việc và trong cuộc sống. Vì thế, ngoài là vợ chồng, hai người còn có thể là tri kỷ của nhau. Quý nhân, Thìn, Tuất, tiểu nhân, Mùi, Tỵ, màu sắc may mắn hồng, xanh lá, con số phát tài 12, 47, 81. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Canh Tý có những bước tiến khá chậm chạp trong khoảng thời gian đầu tuần. Dường như bạn không tìm được tiếng nói chung với cấp trên và đồng nghiệp, nên công việc nào cũng vấp phải khó khăn. Đến cuối tuần thì mọi chuyện mới có dấu hiệu cải thiện hơn. Tình hình tài chính chưa có nhiều biến động đáng kể, điều đó cho thấy bạn cần phải xem lại phương thức làm ăn, kinh doanh của mình. Nếu có điều gì chưa thực sự hợp lý, thì cần thay đổi ngay, nếu cứ đi mãi lối mòn bạn sẽ dần tụt lại so với đối thủ. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe. Cho dù công việc bận rộn, áp lực đến đâu đi nữa, hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Quý nhân, Hợi, Ngọ, tiểu nhân, Dần, Tỵ, màu sắc may mắn, đen, trắng, con số phát tài 34, 58, 91. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần mới của 12 con giáp thấy rằng tuần này là khoảng thời gian khá trầm lắng đối với người tuổi Tý, đặc biệt là khoảng thời gian đầu tuần. Người theo con đường công danh, sự nghiệp cần hạn chế nảy sinh mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp, như vậy thì sau đó công việc mới tiến triển thuận lợi hơn. Phương diện tài chính cũng chưa có bước tiến triển nào đáng kể, ngoại trừ người làm nghề tự do, có thể nhận được một khoản tiền thù lao vào đầu tuần. Vì thế thời điểm này bản mệnh cần hạn chế đầu tư, kinh doanh, mua sắm tốn kém kẻo dễ thất thoát tiền bạc. Trong gia đình các cặp đôi vẫn thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, thậm chí có người còn rơi vào cảnh vợ chồng bằng mặt, nhưng không bằng lòng, những làn sóng ngầm sẽ rất dễ gây ra những đổ vỡ trong các mối quan hệ. Quý nhân, Thìn, Tý, tiểu nhân, Sửu, Dậu, màu sắc may mắn, đen, đỏ, con số phát tài 42, 57, 85. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Tuần này không phải là khoảng thời gian thuận lợi trên phương diện sự nghiệp của người tuổi Tý. Vì thế, bạn cần tập trung vào công việc của mình, không được lơ là trong cả những công việc quen thuộc nhất để tránh sai sót có thể xảy ra. Phương diện tài chính có nhiều khởi sắc vào đầu tuần, nhưng khoảng thời gian sau đó thì nhiều rắc rối bắt đầu xuất hiện. Bản mệnh cần cẩn trọng trong việc hợp tác với mọi người xung quanh, chớ tin theo lời rủ rê của kẻ xấu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc với người có chức, có quyền. Với những gia đình con giáp này tỏ vẻ khá thờ ơ với nửa kia, thậm chí dù bị hiểu nhầm, bạn cũng không nghĩ tới việc giải thích, thái độ của bạn có thể sẽ khiến khoảng cách đôi bên càng ngày càng xa. Hãy tâm sự với nửa kia nhiều hơn nếu muốn đối phương hiểu mình. Quý nhân Sửu, Tỵ, tiểu nhân Thìn, Tuất, màu sắc may mắn, vàng, trắng, con số phát tài 57, 81, 93. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 phát tài rực rỡ, vận trình thăng hoa trong tháng 7 âm lịch này. Hãy cùng đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé! Tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng là tiết Tân Xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong những ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đầy đủ. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này trong năm được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc, no đủ, có lộc ăn uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi. Tháng 6 âm lịch.
tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí phận, trời đất tươi sáng, cây cối xanh tươi. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nên sống gần ao hồ, sông suối gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này dễ làm nên đại nghiệp. Tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều, người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạt, cao sang quyền quý. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.